chào mọi người. Đây là mẻ nụ hoa tam thất vừa mới phơi xong của nhà em, rất là thơm ngon đấy ạ. Nụ hoa tam thất là một trong những loại dược liệu có công dụng rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc phòng tránh cũng như là các bệnh về tim mạch, giúp đào thải cơ thể. Và đặc biệt hơn, nụ hoa tam thất thì rất là thơm ngon. Ở đây thì nhà em có một bịch đã đóng sẵn nhé cả. Rất là bắt mắt và đẹp ạ. Mùng 2 tháng 9 sắp tới, nếu như mọi người chưa biết chọn món quà nào để tặng cho người thân và gia đình thì nụ hoa tam thất là một trong những sự lựa chọn rất là hoàn hảo bởi công dụng cũng như là chất trà nhé ạ. Nên là mọi người hãy nhanh tay đặt hàng để có thể đem về những bịch nụ hoa tam thất tươi ngon nhất.